Hello các bạn nha, hôm nay thì em cũng tiếp tục có mặt tại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nè. Hôm nay thì em cũng vào tới kho luôn, cùng với Thu Hiền cũng như cập nhật cho anh chị các bạn mình xe tại dưới kho này như thế nào nha, giá tháng 8 luôn nè. Hello, xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã click vào kênh Mimoto của Thu Hiền xem xe ha. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Thu Hiền và cảm ơn mọi người đã click vào kênh của Thu Hiền xem ha. Thì hôm nay Hiền xuống tận kho bên Hiền để quay xe những cái dòng xe mà các bạn đang được ưa chuộng nhất và hot nhất và hay hỏi nhiều nhất. Thì bên cạnh Hiền đấy là tay phải là Honda Winner X và bên tay trái là Yamaha S155-150 ha. Thì bên này là Grenier. Nói chung là bên Hiền rất là nhiều xe rồi, Vario, Sonic, Sachia, rất là nhiều dòng xe luôn á. Thì không để các bạn chờ lâu, bên Hiền sẽ quay trước cái con Winner ha. Winner bên Hiền những cái con dòng này là còn 3D á mọi người. Đây. Báo màu zin trước cho anh em. Dạ. Màu zin như cái con này bên Hiền rất là sầm sản luôn á anh. Như cái con trắng đen này là giá 36.700.000. Đó, màu zin đấy các bạn. Dạ màu zin. Màu zin này á đang còn cái màu đen bóng nữa anh. Ừ. Màu đen, màu đỏ, đỏ đen nữa, nó còn hai màu nữa. Giá này cũng vậy em. Giá cũng vậy luôn anh. 36.700.000 mua góp hay tiền mặt? Gặp Hiền sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu tùy phương cách mua hàng nha mọi người. Quá wow, wow, ok dạ, luôn các bạn. Quá ok luôn, quá ưu đãi luôn. Liên hệ dạ, em bằng cách nào em? Qua số điện thoại anh Mỹ có ghim trên màn hình nha mọi người. Số đó của Hiền có xài Zalo nha. Ngoài ra bên Hiền có đặt theo yêu cầu của khách là thích mâm sơn màu trắng là bên Hiền có làm luôn nha mọi người. Giá xe Hiền báo đây là chưa bao gồm biển số, có nghĩa là giá xe chưa lăn bánh á. Để biết chi tiết về giá xe lăn bánh thì mình cứ inbox riêng cho Hiền để được rõ hơn nhé. Ok, rồi dạ. Bản ABS màu zin luôn em. Đây, bản ABS màu zin bên Hiền là ABS đây. Và giá xe bên Hiền là 38.700.000 nha mọi người. Wow, giá cực kỳ mềm luôn các bạn dạ, ơi. Dạ đúng rồi, gặp Hiền thì được giảm tiền thêm ha. Cái con này mua góp thì trả trước cho Hiền từ 3-4 triệu là lấy xe về rồi nha mọi người. Rồi, tiếp theo dạ. Bản HRC là bao nhiêu em? Bản HRC cũng bằng giá luôn đó anh. Nói chung là ABS bên em là bằng giá như nhau là 38.700.000, còn CBS là 36.700.000. ABS với CBS là giá đồng loại như nhau như vậy anh, không phân biệt màu nhé. Chỉ có màu 3D thì cộng dùm Hiền 2 triệu nha. Đây những cái con màu 3D đây. Màu 3D nè các bạn. Dạ. Màu 3D cộng dùm Hiền 2 triệu nha. Hiền bên Hiền có đặt theo khách thích màu sơn gì là bên Hiền có làm luôn nha mọi người. Bên Hiền khẳng định là ra cái vẹt đúng màu cho mình để mình lưu thông ha. Những cái con sen này á gặp trực tiếp Thu Hiền sẽ được giảm giá hết nha mọi người. Rồi, bên màu Hiền, sơn này thì mình bảo hành sao em? Bảo hành 2 năm anh. Ừ. Có buông tóc thì bảo hành 2 năm. Ngoài hai màu sơn này thì rất là nhiều màu ở trên bọc á, vậy đang đi sơn rồi chưa có về kịp. Dạ tại vì hôm qua chủ nhật á bên em bán nhiều quá rồi không có sơn lên kịp á mọi người. Các bạn mình thích cái màu nào thì mình có thể inbox cho Thu Hiền để dạ. Thu Hiền gửi cái màu các bạn dạ, mình bên Hiền còn xem nhiều màu nha. Lắm mọi người, như màu zin á, màu zin ABS không còn màu đỏ, màu xám nữa, nhiều màu lắm. Dạ. Theo, rồi bây giờ Hiền xin giới thiệu Yamaha S150 nhá. Những cái con này là 150 này mọi người. Con này thì nhiều khách hỏi quá bên Hiền này về đây rồi. Thì S150 tháng này á, rẻ hơn tháng trước là 1 triệu luôn á. Những cái con này là giá chỉ có 43 triệu thôi à. Ừ, 43 tháng, triệu. Dạ đúng rồi. Tháng trước là đâu đó là 44.500.000, rẻ hơn tầm 1 triệu rưỡi á mọi người. Rồi 43 triệu là gặp Hiền được giảm tiền rồi nha. Okay. Mua cái con này chỉ cần trả trước cho Hiền 3-4 triệu là lấy xe về. Nói chung là 4 triệu để tỷ lệ đầu hồ sơ ra cho dễ nha mọi người. Giá xe Hiền báo đây là chưa bao gồm phí lăn bánh nha mọi người. Rồi, bên Hiền rất là nhiều màu này, màu xám phiên bản giới hạn này, màu đỏ này. Còn những cái đây con có mới kinh nữa kìa em. Đây là con mới kinh anh. Mới kinh này là phiên bản 2022 nha mọi người. Mới kinh là xe nhập khẩu Indo, người ta gọi S155 xe nhập khẩu cũng được. Thì mới kinh thì nó có cái giò đạp đằng sau anh. Rồi, phiên có bản chân đạp dạ đúng rồi. Cái con này mắc hơn á mọi người, con này là phiên bản mới 2022 thì giá của nó là 47.300.000. Gặp okay. Hiền thì được giảm hơn. Dạ. Rồi đây là F155. F155 thì giá như lúc nãy 50 thì giá giống như lúc nãy Hiền nói á. Màu là tất cả là màu là đều đồng giá nha các bạn dạ. Chị. Còn màu cái này là bên Hiền phải, là cho anh hỏi cái nữa là dạ. F150 này nếu mà các bạn mình muốn lên màu sơn được không em? Dạ được anh. Các bên Hiền lên màu sơn nhiều chứ. Rất là nhiều màu, nhiều khách á. Thì nếu mà các bạn lên màu sơn thì thêm giùm Hiền 2 triệu màu sơn ha. Dạ. Rồi, cái mâm này bên Hiền đồ lên này, ai mà lấy thì thêm tiền giúp Hiền, không lấy thì trở về mâm zin của nó là đây nhá. 155 hiện tại mình có lên xuống không em? 155 thì bên Hiền đang tạm bình ổn vậy mọi người. Không có lên không có xuống nhưng mà gặp Hiền thì Hiền sẽ để giá mềm cho mọi người nha. Rồi ngoài ra bên Hiền cũng rất là nhiều màu xe 155 đang được đồ lên.
ở đây là anh thấy là màu jean hết rồi đúng không? Màu jean hết rồi anh. Bên này phiên bản giới hạn mà xám mâm đỏ, giá đề xuất bên hiền là 48.500. Phiên bản này là đang mắc nhất. Còn cái con này là 47 này. Cái này là mâm jean của nó, nhà máy sản xuất luôn anh nha anh. Còn okay. Con này là phiên bản kỷ niệm 60 năm này. Cái này là mâm jean luôn á. Rồi, bên hiền có bán màu như một trắng, một đen, một đỏ là chìa khóa thường chỉ có 43 triệu thôi. Chìa khóa thông minh là 45 triệu thôi mọi người. Còn màu 3D thì sơn 3D thì chìa khóa thường là 45. Chìa khóa thông minh màu 3D nha là 47 nha mọi người. Gặp Hiền sẽ được giảm tiền thêm tiền ha. Ngoài ra bên Hiền Vario đợt này cũng xuống giá này mọi người. Vario đợt này ABS bên Hiền ABS màu zin nha là chỉ có 59 triệu thôi. Sơn 3D thêm 2 triệu dùm Hiền ha. Còn CBS là chỉ có 50 triệu thôi. Còn màu sơn 3D thêm giúp Hiền 2 triệu ha. Rồi, ngoài ra Vision này, Vision đợt này rất là sốc luôn đó mọi người. Phiên bản cá tính, phiên bản này là có thang kép và mắc nhất Vision đó mọi người. Phiên bản đặc biệt nhất là cái con này là đầu nó to hơn, giống như kiểu trưng diện, giống như kiểu SH đó mọi người. Thì giá đề xuất bên Hiền hiện tại như cái con này chỉ có 42 triệu thôi, cực kỳ sốc. Sập sàn luôn. Wow, giá xe này giảm so với tháng trước là 8.500.000 đó mọi người. Đây. Đó, Vision đợt này Vision là giảm rất là mạnh luôn nha anh chị các bạn. Mình có quan tâm thì mình cứ tranh thủ trong dịp này nha. Dạ đúng rồi. Ngoài ra màu này bên Hiền còn màu xanh này nhé, xanh xanh xám xám á. Rồi. Đây, còn con Genier là nó là 110cc. Con này là nhập khẩu Indo mọi người. Bên Hiền hiện tại đang ở đây là có hai màu đen đỏ và trắng đen. Thì con này là giá đề xuất bên Hiền hiện tại những cái con này là 34.500. Con này ai mà mua góp ấy, gặp Hiền sẽ được giảm từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi nếu mà mua góp á. Tiền mặt thì 1 triệu. Nói chung là dòng xe này gặp Hiền nhỏ gọn các bạn ơi, nhập khẩu Indo. Mình đi chơi hay là đi gì cũng tiền thích nghi ấy, mọi người vào những cái đường phố nhỏ gọn á. Mình muốn lách thì không dễ. Em thử ngồi ha. Em Hiền cao, cao mà ngồi dẫn đường luôn kìa các bạn. Dạ. Rồi. Mọi người rất là gọn mua xe này chỉ cần trả trước cho Hiền từ 3-4 triệu lấy lấy xe về nha. Con này mình nãy anh mới tính hỏi gì mà quên rồi ta. Xe nhập khẩu, nó cốp mừng lớn luôn anh. Cái cốp của nó đâu ta? Mở được cái cốp của nó không mở được. Và tiết kiệm xăng lắm nha các bạn. Đúng rồi, tiết kiệm rất là tiết kiệm xăng luôn đó mọi người. Nè. Nó có cái cổng sạc ở trong này luôn này mọi người. Đây. Có cổng sạc điện thoại. Dạ. Nó tiết kiệm xăng hơn là cái xe quen pha của mình đang chạy luôn ấy, tại vì là nó sẽ là nhập khẩu. Con này thì mình hỗ trợ trả góp, mình trả trước nhiêu em? 3 đến 4 triệu là được rồi em. Dạ. Có hộp đằng trước rất là lớn này mọi người. Ngoài nhìn nó vậy chứ ngoài xinh lắm đó mọi người. Và xe này thì đang được cửa hàng mới đưa về. Ai có yêu thích xe này thì có inbox riêng cho Hiền ha. Và không thích hai cái màu này, bên Hiền có làm sơn màu 3D cho mình ha. Nhưng ngoài ra bên Hiền còn những cái dòng xe như Sonic này. Đó, Sonic rất là nhiều màu. Rồi xe chia này, rất là nhiều màu luôn, size chia đây. Ai có yêu thích Sonic size chia thì cũng inbox cho Hiền ha. Số điện thoại Hiền anh Mì có ghi lên màn hình nha mọi người. Mua góp thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân gốc là mua góp được rồi. Nhưng mà ai có giấy tờ thứ hai như là bảo hiểm y tế của công ty, giấy phép lái xe hoặc là số hộ khẩu mà có photo công chứng cũng được thì mua góp thì nó dễ dàng hơn đó mọi người. Và bên Hiền á trả trước cho Hiền từ 4-50% đã nhận được cả vẹt gốc luôn và lãi suất ưu đãi nhất. Rồi gặp trực tiếp tôi Hiền sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu rưỡi tùy phương khách mua hàng nha mọi người. Đồng thời gặp Hiền lắp những cái phụ kiện sẽ được giảm 50% nha. Rồi dần người nhà người thân đến cho Hiền sẽ được tiền cà phê nha mọi người. Rồi cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ tôi Hiền nha. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau nha. Bye bye. Rồi cảm ơn.